Quý nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lời nói đầu thì cho quý nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mến chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và thật là mát bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của quý nhà nhé. Ta nói cái buổi họp báo ngày hôm qua đó, cô Phượng Tiền chính miệng đã khai tè le hết. Càng khai thì người ta lại càng cảm thấy thương cho chị Loan nhiều hơn. Bởi vì cái cách mà mẹ con nhà số bào đọa đày chia rẽ cha con của chú Năm, nó thể hiện rõ ra qua từng cái lời nói mà người khác cảm thấy vô cùng đau lòng. Người bệnh á, cái người mà sắp mất đó quý cô chú anh chị, thì họ chỉ mong mỏi rằng được quay trở về nhà, cái nơi mà họ đã gắn bó. Nhưng mà lý do vì sao và tại sao chị Loan phải quỳ trong bệnh viện cầu xin cô số bào được cho ba mình quay trở về cái căn nhà do chính chú Năm mua? Những cái dòng chữ nguệt ngoạc của chú Năm nói rằng là cho ba về nhà đi, ba muốn về nhà để dưỡng bệnh, ở trong đây ghê lắm. Nhưng mà cái nguyện vọng của chú Năm lại không được đáp, bởi vì mẹ con nhà số bào không muốn bản thân của chú Năm phiền hà đến họ. Người bệnh á, thì cần phải có cái người để chăm sóc, nhưng mà mẹ con nhà số bào thì dễ gì mà chăm sóc cho chú Năm. Cứ thảy chú Năm vào trong bệnh viện rồi chị Loan sẽ là cái người chăm sóc. Tại vì bản thân của chị Loan lúc đó là không có quyền để bước chân vào trong nhà của chú Năm, vì mẹ con nhà số bào là cấm cửa, nói rằng nhà của chú Năm giờ chặt lắm vì không có chỗ ở. Mà mọi người thấy không, chủ nhân của căn nhà mà không có cái quyền để được về nhà của mình. Rồi đám tang của chú Năm diễn ra, chị Loan cũng đâu có được ở lại trong nhà của chú Năm đâu quý cô chú anh chị. Cho nên á, chị ấy phải chạy đôn chạy đáo từ bên phía nhà chồng rồi chạy về bên phía nhà cha để lo tang lễ cho cha của mình. Mà mẹ con nhà số bào nói giống như là chị Loan bỏ bê cha của mình, không lo cho cha của mình, cho nên không có quyền biết về cái số tiền phúng điếu. Số tiền phúng điếu là để cho mẹ con nhà sao bào để xử lý, tự tung tự tác, tự chi tự lấy tự ém luôn. Thử hỏi rằng là con của người ta còn sờ sờ ra đấy. Tang lễ là tang lễ của cha người ta, mà làm giống như là cha của cái cô Phượng Tiền vậy đó quý của chú anh chị. Nó ngược ngạo cuộc đời này không? Sau này mà cái cô số bào mà của cái Lâm Trung á, không ấy để cho chị Loan chứ đứng ra chứ chấp điếu đi, chứ cái cô Phượng Tiền kia chắc không có cửa rồi, thì cô Phượng Tiền kia có chịu như vậy không? Cái sự điêu ngoa dối trá nó hội tụ ở mẹ con nhà số bào này. Ta nói lên trên báo chí á, truyền thông á, thì làm ơn làm phước nói cho nó đúng sự thật một tí. Mua xe thì nói là mua xe, chứ mắc mớ gì mua xe mà bây giờ lại ém nhẹm. Rõ ràng rằng là trong nhà của chú Năm vẫn còn một cái bao trùm xe ô tô 7 chỗ để quên ở nhà chú Năm. Bây giờ chị Loan chỉ đang đi kiếm để chỉ trả lại kia kìa. Cô Phượng Tiền coi thử cái xe 7 chỗ của mình á, có cái bao trùm màu nâu chuột hay là không. Chứ nhà chú Năm không có ai đi xe Mazda 7 chỗ hết trơn á. Bởi vì lẽ đó, làm ơn làm phước tới rinh dùm cái bao trùm xe 7 chỗ về cái nhà chú Năm chật lắm, không có chỗ để. Chung quy tóm lại là sau khi cái tang lễ của chú Năm diễn ra thì mẹ con nhà số bào là đi mua những cái tài sản có giá trị như xe ô tô, xe SH, bất động sản vân vân và vân vân. Cho nên rằng là đừng có lấp liếm cộng đồng mạng. Giờ người ta thông minh lắm, thời đại công nghệ 4.0 rồi, chứ không phải rằng là giống như cái thời Napoleon đâu mà đi lừa lọc, đi dối trá. Mà nực cười lắm quý cô chú quý chị, trong cái buổi họp báo đó, cô Phượng Tiền đổ lỗi hết cho cô số bào, nói rằng là bản thân của cô số bào biết rõ kiện sẽ không có thắng rồi, nhưng mà vẫn phá cho hôi nha. Ở đời con gái thương mẹ cái kiểu gì mà ta nói chắc cô số bào nghe xong cái buổi họp báo đó thì cũng muốn tăng xong luôn. Rõ ràng rằng là mẹ con nhà này
ủ mưu tính kế để có thể là đòi đi kiện, đi tụng chị Loan. Nhưng mà bây giờ biết rõ rằng là họ sẽ không bao giờ mà thắng kiện được, cho nên mới lên trên báo chí truyền thông với một cái mong muốn rằng thời gian sắp tới khi mà ra tòa đó, hỏi phía bên tòa hay là cơ quan chánh quyền rằng bản thân của họ rơi vào cái tình cảnh không có nhà, không có cửa, thì có được cái quyền ở lại trong nhà của chú Năm hay là không. Thì của nhà nghĩ như thế này: cuộc đời này không có ai mà chai mặt giống như mẹ con nhà số Bào cả. Chú Năm chú cho ở ké là bởi vì chú thương thôi, nhưng mà bây giờ chú mất rồi, mà nếu như á mà chú còn sống, chú thấy, chú chứng kiến được cái tình cảnh mà mẹ con nhà số Bào này đối nhân xử thế như vậy đó quý cô chú chị, thì đảm bảo 100% cuốn gói ra khỏi nhà chú lẹ liền và ngay lập tức, chứ đừng có nói rằng là chú chứa chấp. Bởi vì lẽ đó cho nên cái quyền quyết định là ở chị Loan. Chị ấy đã muốn dứt dạc đó, muốn không liên quan gì tới mẹ con nhà số Bào điêu ngoa và giả trăng này rồi, thì làm ơn làm phước né né giùm chị Loan ra cái. Chị Loan chỉ hiền lành lắm chứ chị không có điêu ngoa hay là chị không có dối trá lọc lừa giống như mẹ con nhà này, cho nên á chị không thể nào mà sống chung với những cái con người này đâu. Cơm không lành canh không ngọt, hại chị ấy ra cái nông nỗi giống như ngày hôm nay, mà nói rằng là chị Loan sẽ cho họ cái cơ hội để được về lại trong căn nhà của chú Năm. Mà ta nói trước báo chí truyền thông mà không biết ngượng nha quý cô chú anh chị. Cái cô Phượng Tiền á, cô nói rằng là cô không phải là cái người muốn tranh chấp tài sản của chú Năm để lại cho chị Loan, mà cô ta đòi đồng sở hữu cái căn nhà của chú Năm tại Phú Nhuận. Bởi vì cô ấy muốn là được chung tay góp sức với chị Loan để giữ gìn cái căn nhà đó. Mèn đét ơi, ta nói làm cái gì mà chung tay với góp sức cùng nhau giữ gìn. Sao cái cô Phượng Tiền này có khôn dữ vậy quý cô chú anh chị, khôn lỗi quá mà làm giống như là người ta không biết gì đó. Đừng có tỏ vẻ mình là một cái người thánh thiện. Ta nói đằng sau cái cô Phượng Tiền này là một cái cặp mắt nguyên cả hàng ngàn dao găm đó quý cô chú chị, kinh khủng lắm. Nhìn cái sắc thái là đủ để hiểu được cái con người này điêu ngoa giả trăng đến cỡ nào rồi. Chung quy tóm lại làm ơn làm phước, bây giờ có tha hương hay là không có nhà có cửa ở hay là ở gầm cầu gì này nọ các kiểu thì nó cũng chả liên quan gì tới chị Loan, cũng không có cái quyền hạn gì mà để đi đòi chị Loan là phải chịu trách nhiệm trước những gì mà họ đã và đang chịu. Vì bản thân của họ cũng đầu hai thứ tóc, cũng đã già, cũng đã lớn, cũng đã có gia đình rồi. Chẳng lẽ bao nhiêu lâu nay chú Năm mà không giúp đỡ cho cái cô Phượng Tiền, không chứa cô Phượng Tiền ở trong nhà của chú á, thì cô Phượng Tiền này ở đâu? Ủa bên phía nhà chồng đâu? Xong về bên phía nhà chồng mình ở giống như là chị Loan vậy đó. Hay là điêu ngoa dối trá lọc lừa nhiều quá nên bên phía nhà chồng người ta cũng sợ luôn rồi. Chứ chị Loan á, bao nhiêu lâu nay mà đi lấy chồng đó quý cô chú anh chị, cho dù có thuê nhà trọ, có nheo nhóc năm người con đi chăng nữa thì chị ấy cũng chưa bao giờ để cho chú Năm phải bận lòng. Chị ấy tự bươn tự chải. Còn mẹ con nhà số Bào này, ủa làm cái gì mà đến tại thời điểm bây giờ phải đi ở gầm cầu vậy trời? Cái cô trợ lý kia kìa, coi chứ cẩn thận nha. Bây giờ mẹ con của số Bào mà lên ở ké đó thì coi chừng à. Chứ 2.000 mét vuông đất mà chú Năm mua cho á, có khi sắp tới đây á mẹ con nhà số Bào lại quay mặt lật bánh tráng rồi nói rằng là đất đó là do chú Năm chú mua, của anh tôi mua, của cậu ruột tôi mua, cho nên bây giờ là phải chia cho tôi nữa, là coi như là xong. Ta nói ai chứ mẹ con nhà số Bào là dễ lắm nha quý cô chú quý chị. Bởi vì sao? Ngay kể cả tình thân mà họ cũng có thể vứt bỏ. Đừng có nói gì người dưng giống như là cái cô trợ lý kia, cá mè một lứa. Nói họp báo cái kiểu gì mà tất cả những người thân, những người
có liên quan trong các câu chuyện mà ngày hôm qua cái cô Phượng Tiền kia nhắc. Ví dụ như là con của chú Tư nè, anh Mỹ nè, chị Loan nè, anh Vũ Luân nè, chị Bình Tinh nè, lên tiếng để yêu cầu rằng là mẹ con nhà Sáu Bào phải giải bày cho nó rõ ràng. Và đừng có đi nói lang bang, vô thưởng, vô phạt như vậy. Tất cả những gì mà mẹ con nhà Sáu Bào đã và đang làm là người ta đều biết cả. Cho nên á, quý nhà tin chắc trong thời gian sắp tới, bên phía của chị Loan, anh Vũ Luân và chị Bình Tinh sẽ có một cái màn phản đòn mà mẹ con nhà Sáu Bào cũng không có ngờ tới. Là bởi vì nghĩ mình khôn, mình điêu quá rồi, chắc không ai nhận biết được. Nhưng mà tiếc thay rằng là lời nói á, thì không thể nào mà rút lại được. Đã nói ra rồi thì không thể nào mà người khác không biết được. Cho nên rằng là mình có sức chơi thì mình có sức chịu, mình có ém tiền thì mình phải chịu trách nhiệm. Ở đâu ra cái tiền phúng điếu của cha người ta mà mình có thể là làm giàu vậy? Ở đâu ra một cái người mà ta nói rằng là một tiếng cậu, hai tiếng cậu mà có thể là làm ra những cái chuyện tày trời đối với cậu mình như vậy? Những cái con số khống ngày hôm qua mà mẹ con nhà số bào đã ủ mưu tính kế trong thời gian vừa qua đó quý cô chú anh chị, nó không làm cho bàn dân thiên hạ cảm thấy thỏa đáng, mà tiếp tục họ yêu cầu phía bên mẹ con nhà số bào này phải rõ ràng minh bạch. Chứ còn về cái vấn đề lấp liếm như thế này thì nói thật sự rằng là nghiệp dữ lắm. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe, ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mình chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.